thánh thần. Amen. Cúi xin Chúa sáng soi. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con làm cái nghi thức để cho 5 bệnh nhân được ra viện, 4 bệnh nhân ung thư và 1 bệnh nhân tiểu đường. Chúng con cảm ơn Chúa vì đây là cái ơn ban mà Chúa đã ban cho các bệnh nhân. Xin Chúa hãy chúc phúc cho các bệnh nhân trong những ngày sắp tới, để các bệnh nhân họ mạnh khỏe luôn, họ trở về quê hương, họ thờ lại các đấng họ đang tôn thờ, và họ phụng sự gia đình, chòm xóm láng giềng được tốt lành. Đó là những năm tháng mà họ lộm lại cuộc sống của họ, họ lộm lại mạng sống của họ. Chúng con cầu xin Chúa hãy gìn giữ họ trong tay của Chúa, để xin Chúa cho họ có cơ hội họ thờ Chúa, hoặc là thờ Phật, hoặc là thờ Đức Thầy, hoặc là thờ đạo cao đài cho tốt lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời tất cả mọi người ngồi xuống. Trước hết là em xin chào thầy Năm. Xin thầy Năm, cho thầy Năm một tràng pháo tay. Kế tiếp là xin con xin chào chú Năm, trưởng ban nhân dân ấp Dùng Lớn. Kế tiếp nữa là xin chào anh Tám, là đại diện điểm Hội Chữ Thập Đỏ. Kế tiếp nữa là xin chào anh Nguyễn Thành Phúc, là thầy thuốc chăm sóc sức khỏe hỗ trợ điều trị bệnh nhân nan y. Kế tiếp nữa là xin chào thầy Thanh, thầy chăm sóc sức khỏe hỗ trợ điều trị bệnh nhân nan y. Kế tiếp nữa là xin chào thầy Tâm, chăm sóc sức khỏe hỗ trợ điều trị. Kế tiếp nữa là xin chào thầy Phú. Kế tiếp nữa là xin chào thầy Quý. Kế tiếp nữa là xin chào thầy Tiến. Xin chào thầy Hạnh. Thầy Hạnh đứng lên đây để cho mọi người thấy cho mọi người thấy mặt. Xin chào thầy Hạnh. Cuối cùng là cha chào hết 5 bệnh nhân. Mời 5 bệnh nhân đứng lên cho dòm cái coi. Đó, đứng tư thế đó mới gọi là khỏe đó. Cho anh chàng hóa tay nha. Rồi, ngồi xuống đi rồi. Ủa, còn một bệnh nhân chưa ra. Kế tiếp xin chào hết 5 người thân của 5 bệnh nhân. Xin mời 5 người thân đứng lên cho coi. Cuối cùng là cha chào hết các bệnh nhân còn lại. Chúng ta cho anh chàng hóa tay. Hiện tại trong phòng khám ta còn 2 ca, 1 ca là New Zealand, 3 ca, 1 ca New Zealand và 1 ca Mỹ, California và 1 ca bên Cộng hòa Liên bang Đức. Cộng hòa Liên bang Đức thì mới vừa nhận bệnh ngày hôm qua. Chúng ta cho ông Trần pháo tay 3 ca nước ngoài nha. Kính thưa ban chăm sóc sức khỏe hỗ trợ bệnh nhân nan y, thì hôm nay chúng ta có một cái cuộc nghi thức ra viện như thế này, là để cho nó trở thành một cái thói quen. Sau này nhận bệnh thì có thầy Năm và các thầy, rồi sau này ra viện thì có thầy Năm và các thầy làm chủ về khoa học, về bệnh tình. Còn có chú Năm và anh Tám là pháp lý của chính quyền địa phương. Anh chú Năm là pháp lý của chính quyền địa phương, còn anh Tám là pháp lý của điểm Hội Chữ Thập Đỏ. Thì chúng ta nhớ đây là một cái việc làm chung như vậy. Thì sau này cha không biết cha chết ngày nào, cho nên cha làm như thế để cho nó an toàn. Khi cha nằm xuống thì cái pháp lý về khoa học thì có thầy Năm và các thầy ở đây chăm sóc sức khỏe và kết luận bằng khoa học cho bệnh nhân. Nha, đó là thầy Năm và các thầy phải chịu trách nhiệm về mặt này. Nếu như kết luận sai là đi ở tù, đúng không? Không được phép kết luận sai. Mình là thầy chăm sóc sức khỏe hỗ trợ bệnh nhân nan y ung thư, cho nên các thầy này là quyết định là chính xác, chứ không được tám xác nha. Quyết định là phải chính xác 100%. Đó, thì
Tiếp theo đó, cái người kế tiếp mà xác nhận đó là anh Tám. Anh Tám là đại diện cái điểm thập đỏ này. Thì anh Tám phê duyệt những cái các thầy thuốc này. Các thầy thuốc này là đại diện cho các nhà khoa học. Mà đại diện cho các nhà khoa học, cụ thể là đại diện cho cha. Cha là nhà nghiên cứu thực nghiệm. Thì đại diện cho cha, các nhà này, các thầy thuốc này đại diện cho cha để xác định rằng các bệnh nhân hết bệnh. Thì sau đó anh Tám đại diện điểm thập đỏ, anh Tám sẽ tra xác lại một lần nữa nha, để cho thấy cái kết quả xác đáng là 100%. Rồi sau đó chú Năm là người quyết định cuối cùng, vì chú Năm là chính quyền địa phương quyết định cuối cùng. Thử ra mỗi lần chúng ta có một cái cuộc ra diện như vậy thì chúng ta sẽ có mặt gì. Con nói vậy chú Năm có đồng ý không? Anh Tám đồng ý không? Các thầy đồng ý không? Thì chúng ta cho rằng pháo tay nha. Cha cũng nói thêm, từ hôm cha nhận bệnh tới nay thì một năm mấy rồi. Thì cha đã ở ngoài Hà Nội vô đây một lần. Rồi sau đó cha và chú Năm và anh Tám ra Hà Nội một lần để đại hội ngoài Hà Nội. Rồi cũng có văn bản pháp lý đàng hoàng. Rồi sau đó cách đây khoảng chừng 15 hôm thì Hà Nội lại vô đây một lần 10 nhà khoa học, cộng với các nhà khoa học Mỹ và các nhà khoa học Canada, 10 nhà khoa học lại vô một lần nữa. Thì cũng họp hội 3 ngày và sau đó cũng ký biên bản xác nhận có pháp lý đàng hoàng. Thì ngày Chủ nhật này bữa nay là thứ 6, ha? Thứ 6, thứ 7 là Chủ nhật. Rồi tới đến Chủ nhật thì cha lại tiếp tục đi Hà Nội một lần nữa để cha hội thảo một lần nữa. Lần này cha đi có 3 người thôi. Phái đoàn cha đi có 3 người là cha với ông chính quyền địa phương là chú Năm đang có mặt đây. Xin chú Năm đứng lên cho mọi người thấy rõ ngay nơi này. Đó. Rồi với anh Tiến là thầy chữa bệnh ung thư. Bên cạnh đó ảnh kiêm cái trách nhiệm truyền thông. Cho nên lần tới này cha sẽ đi 3 người đến Hà Nội 2 ngày. Họp hội 2 ngày để tra xét lại một lần nữa với ông chịu trách nhiệm ung thư cho cả nước Việt Nam. Để rồi sau đó sẽ làm một cái luận án lớn nhất đưa lên cho cả nước để mà cả nước có thể duyệt xét rồi đưa vào sử dụng. Thì đó là đường hướng của cha đi sắp tới, do vậy mà cha phải có một cái chương trình cho sắp đặt như vậy để cho tất cả mọi người đâu vào đó để làm việc, rồi cha đi tới đi luôn. Nhưng mà cha nói các thầy thuốc này là đại diện cho cha, là nhà nghiên cứu cũng như đại diện cho các nhà khoa học. Quyết định là phải đúng, không được sai. Quyết định là phải có các bệnh viện lớn phê duyệt, chứ không thể là quyết định bằng cái nhìn của mình hay là cái tài của mình được. Cái tài của mình là mình quyết định xong xuôi rồi mình nhờ các bệnh viện lớn phê duyệt. Các thầy đồng ý chứ gì? Các thầy hiểu được là nói cho đi ha. Sau đó rồi trà sát cụ thể rồi thì mới báo cáo lại cho anh Tám đại diện điểm ở đây. Anh Tám đã duyệt xong rồi thì mới báo cáo lại cho chú Năm là chính quyền địa phương ở đây. Chính chú Năm đã ký duyệt xong xuôi rồi mới báo cáo lại cho các bệnh nhân là anh đã được lành bệnh. Đồng ý không? Đó là chúng ta đi từ bước như vậy nha. Cho nên để đến khi bệnh nhân mà nghe được cái kết quả mình lành tính thì chú Năm là người ký sau cùng nha. Chú Năm là người ký sau cùng để cho biết kết quả lành tính. Đó là những cái mà cha đang muốn nói như vậy. Thì bây giờ cái nãy giờ con đang sơ bộ như vậy đó. Thì các thầy thuốc có ý kiến gì không? Có ai có ý kiến gì xin mời phát biểu. Xin mời thầy Phúc có ý kiến gì không? Rồi từ từ mình sẽ hỏi lần vậy. Kính thưa cha Phêrô, kính thưa chính quyền của Áp Dùng Lớn, cùng ông chủ tịch của điểm hội chữ thập đỏ, cùng thầy Năm và các thầy làm việc chung với con rồi. Cùng bệnh nhân và những người chăm sóc bệnh nhân rồi. Thì theo cái nghiên cứu của Linh Mục đó, thì con cùng các thầy để theo sự hướng dẫn của Linh Mục đó, thì đúng quả thật là nhà nghiên cứu thực nghiệm đã là phát minh ra là cháo nano
là một dưỡng chất mà để là khống chế được cái tế bào mà ung thư, và bên cạnh đó còn thuốc là để hỗ trợ là coi như là tiêu diệt cái con virus mầm bệnh mà ngăn không cho phát triển ra lại. Đúng như cha đã nghiên cứu thì thế gian này không có loại thuốc nào mà đặc trị được như là cha đã nghiên cứu ra cái phương thuốc điều trị cho các bệnh nhân ở đây. Thì con cũng không có gì hơn là con cũng bấy nhiêu lời để nói với cha và các thầy và cũng các bệnh nhân ở đây. Thì việc đầu tiên chúng ta muốn hết bệnh, cái căn bệnh mà nan y đó thì phải là theo cái phác đồ của phòng khám ở đây. Theo cái phác đồ là coi như là ăn, nếu mà mình đã mắc căn bệnh rồi thì mình phải ăn cháo nano và uống thuốc nano, đó là thảo dược để mà chúng ta phải mới khống chế được cái căn bệnh đó. Bên cạnh đó mà sau khi chúng ta đã hết bệnh rồi thì chúng ta nếu mà về quê, về cuộc sống thực tại với gia đình, với xã hội, nếu chúng ta muốn giữ được cái mạng sống chúng ta thì chúng ta phải là ăn cây cỏ, mang hạt giống. Đó là theo cái tôn giáo mà Thiên Chúa giáo là có trong sách cũ. Còn về bên Phật giáo thì cũng là ăn chay, buông bỏ, không được sát sinh. Đó là những cái vấn đề là về niềm tin tôn giáo. Còn về khoa học đó thì cha cũng đã là nghiên cứu theo cái là các theo các nhà khoa học, đó là khoa học đã chứng minh là con người của chúng ta là không có dung nạp được cái thức ăn là động vật. Con có bấy nhiêu lời gửi đến tất cả mọi người cùng cha và chính quyền cùng bà con có thể nói lại coi trên mạng. Con xin cảm ơn và xin cho một tràng pháo tay thầy Benedicto Nguyễn Thành Phúc. Thực ra thì thầy có những cái ý kiến rất là sát nghĩa. Thứ nhất là thầy xác định được cái thức ăn đó là thức ăn dành cho con người mà khoa học đã chứng minh và các tôn giáo đã chứng minh. Bên cạnh đó thầy cũng thực nghiệm được qua một năm về công nghệ này, thầy mới nói mạnh được như vậy, chứ nếu mà thầy không thực nghiệm thì chắc không nói mạnh nổi. Mà trong năm qua chúng ta ra lần này nữa là 30 mấy ca? Dạ, 33 ca có giấy phép, còn nhiều ca ra mà không kịp làm giấy phép thì mình không bàn vô. Hiện tại chúng ta ra có 33 ca có giấy phép. Còn sau lưng có ca của ông Hoàng Hải đang quay phim đây nè. Ca này thì chắc có lẽ là sớm nhất là tuần sau nha. Còn nếu mà trễ nhất nữa là tuần tới cũng phải cho anh ra nặng về Mỹ là làm gì đó làm. Tuy nhiên là với ca của cô Đầm ha, chúng ta còn 2 ca. Thì chắc chắn 2 ca này sẽ ra trong một sớm một chiều thôi. Chắc chắn ca này sẽ về Mỹ, ca này sẽ về chùa, đúng không? Ca này về chùa, ca này về Mỹ. Đó là như thế. Thì xin đính chính lại một chút về cái tư tưởng của thầy Phúc, đó là cha đã gọi là nghiên cứu ra cái công nghệ cháo nano này. Hiện tại thì xã hội chưa có. Hiện tại thì xã hội chưa có, chứ không phải là chưa nghiên cứu ra. Nhưng mà cho đến bây giờ thì họ chưa nghiên cứu ra. Mà quả thật đơn giản hết sức là anh không được ăn là xong. Nhưng anh không được ăn, khi anh bệnh anh không được ăn, mà anh không được ăn thì anh phải ăn cái gì á. Chứ không phải anh không được ăn mà anh hết bệnh. Giống như là giờ nhiều người người ta cho rằng là tôi bệnh là tôi không cần thiết phải uống thuốc hay là ăn cái gì, tôi chỉ cần đứng tôi hít thở hay là tôi nằm tôi ngồi tôi tập thể dục đánh tầm xa hay là tôi uống éo rồi từ từ cái hơi thở của tôi nó chuyển vô cái khối u đó là nó tan khối u. Có chứ không có. Nhưng mà được mấy người hết. Đúng vậy không nè? Có đó. Cha công nhận là mình dùng cái pháp luân công hay là hít thở hay là yoga hay là thiền hay là nhân điện vân vân, có hết. Nhưng được mấy người hết. Có hết nhưng được mấy người hết. Vậy nó chỉ là một trong cái điều kiện để kèm thêm với công nghệ cháo nano, chứ nó không phải là độc quyền để chữa ung thư. Còn cái công nghệ chữa ung thư nan y là phải là công nghệ cháo nano, bên cạnh đó nó đi kèm theo cái vấn đề là hít thở hay là dưỡng sinh thể dục không nè, hay là yoga hay là các thứ gì đó, thì
cái chuyện chữa ung thư nó mới thành công. Còn chỉ ngồi hít thở thôi thì anh cứ hít đi, hên xui. Còn cái này là mình uống thuốc, không có chuyện hên xui ở đây. Hoặc là anh hết hôm nay ký cho anh về, hoặc là hôm nay bao xe xích thố cho anh về. Xích thố là xe, xích thố là ngựa chạy không mệt đó, là xe sập đỏ chở anh về chôn luôn. Anh đến đây có hai đường thôi, một chở anh về chôn, hai chở anh về bình thường. Thì bây giờ 5K này là đang chở về bình, bên cạnh đó cũng chở mấy ca về chôn, chứ đâu đơn giản được. Cuộc chiến nào cũng phải là phải có đẫm máu mới được. Mà cái cuộc chiến ung thư này mà không chết, chữa bệnh ung thư mà không chết không phải là chữa ung thư anh Tám à. Chú Năm đồng ý không? Bệnh ung thư là bệnh chết, mà chữa ung thư mà không chết người là không phải chữa ung thư. Không phải chữa ung thư, phải có chết. Nhưng anh chết là bởi vì anh về đây quá trễ, tôi không còn thần thánh cứu không kịp, đừng nói công nghệ cháu nano cứu. Hả nè. Đó bây giờ thí dụ xin con mời ông già đứng lên coi. Ông mời ông già đứng lên. Con hay xin hỏi ông năm nay ông bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay 88. 88 tuổi, ông bệnh gì? Lấy hồ sơ. Ung thư gì? Ung thư ung thư tôi xin lỗi. Nói mạnh lên. Tôi xin cảm ơn đức cha và các thầy, các cô đã cứu tôi. Con bên Tây ta tôi về rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi rồi tôi về là tôi mừng lắm. Mà càng nói là cứ thấy trong tất cả xúc động lắm. Vui không? Hết bệnh vui không? Vui lắm phải không? Về sống với con cháu nha. Ông nghe con nói cái bệnh của ông nè. Ngày ông vô trong này nè, bệnh viện thống nhất khoa ung bú nói như thế này nha. Chẩn đoán ông nè, ung thư thực quản lan tràn ổ bụng. Ông có biết không? Trời ơi, ớn thiệt ha. Lan tràn ổ bụng, đái tháo đường tiếp 2. Nghe rõ không? Tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm dạ dày, ruột, đau bật ba, suy kiệt, đi không nổi. Ngày mới vô đi đâu có nổi. Thấy không nè? Rồi là dân dân. Ông thấy ông bệnh nhiều không? Bệnh quá nhiều luôn. Ông vô đây ngày 11 tháng 2 năm 2019. Thế là ông nhập viện ở đây. Rồi đến ngày... đến cái ngày mà đưa ông đi chẩn đoán lại đó, kiểm tra lại là ông là đái tháo đường tiếp 2, tức là tiểu đường tiếp 2. Nhưng hiện bây giờ là ông không có tiểu đường. Vui không? Cha nói là có kết quả nên lát nữa cha gửi này về nha. Cha gửi này về để mà đối chiếu cha có phân tích thêm nè. Hiện tại nè, đường huyết 5.6 trong giới hạn bình thường, tức là ông không còn tiểu đường. Mà hồi ông vô là tiểu đường tiếp 2 nha. Rồi bây giờ tiếp theo nè, hồi vô đâu đứng vậy được phải không? Rồi bây giờ cái về cái ung thư của ông nha. AFB1 nè, là dấu ấn ung thư nè của ông nè, nó nhỏ hơn 2 chấm. Do cái ung thư ông nè, ung thư gan của ông là do cái ung thư thực quản đó. Do hồi trước là ông ung thư thực quản lan tràn ổ bụng di căn qua gan nha. Vậy thì bây giờ cái gan của ông là số điếm nó nhỏ hơn 2 chấm, do cái gan bị di căn nhưng mà là ung thư cái gan. Nhưng mà nếu mình không trị kịp thì cái gan này vẫn là ung thư luôn, hiểu không? Vậy thì do tại sao chữa ông hết số là do không xạ trị quá trị, nên ở đây người ta chăm sóc sức khỏe ông rất là nhanh. Thôi mời ông ngồi xuống đi. Do ông không có quá trị xạ trị cho nên không có ngạc nhiên ở chỗ này mình không có ngạc nhiên gì hết nha. Rồi về dấu ấn ung thư đường ruột và thực quản vân vân thì hiện tại cho thấy ông không có dấu hiệu ung thư đường ruột và thực quản ngay giây phút hiện tại. Đây là cái hồ sơ pháp lý, chút nữa ta ký xong cho giao này cho con luôn, con đem về con chứng minh cho mọi người thấy đây là cha đang chữa như thế này. Tất cả các thầy đã trà sát hết rồi. Các thầy là thay mặt cha và các nhà khoa học đã trà sát lại, báo cho anh Tám và báo cho chú Năm hết rồi.
Cho nên đây là cái kết quả cuối cùng mà lát nữa con sẽ được cầm này. Ở trong này cha có, thay vì cha sợ con gì con không hiểu á, cha đã phân tích là AFB1 và CEA1 rồi. Con về con đọc vô trong này là con hiểu liền. Khả năng của cha nó có giới hạn, nhiều khi cha phân tích nó không xác đáng như bác sĩ. Nhưng cha chỉ cần nói với con rằng ba con không có bệnh ung thư là được rồi. Còn tuổi già con không thể khỏe như cha được. Con không thể mong ba con lại 30 tuổi được. Ba con là 80 mấy? 88 tuổi rồi, trời ơi, cứu không được như vậy là cha mẹ rồi. Con mừng không? Con có ý kiến gì không? Trước tiên là con cảm ơn cha Tường và thầy Năm, thầy bên chữ hội chữ thập đỏ và các thầy chữa bệnh ở đây và các bệnh nhân người nhà đó. Hôm nay là con cũng cảm ơn tất cả người vì có cha mà ba con được cứu lần thứ hai sống lần thứ hai. Bây giờ từ cái lúc mà con cứ nghĩ là ba con là qua chợ Tết này sẽ qua không khỏi á, nên đau lớn mà coi như là không đi đứng lại được. À, tới đây có ở đây nhờ đây mà ba ra con ở đây được một tháng rồi, coi như là trở lại bình thường. À, con rất chúc mừng con, không biết gì hơn nữa còn gì cơ. Cảm ơn các thầy. Thôi được rồi con, nha, được rồi. Coi như là ba con đã được trả lại một cuộc sống bình thường nha. Mà kết quả pháp lý đàng hoàng nha. Bây giờ con xin mời anh Tám với chú Năm lên đây ký tên với con để trao liền tại chỗ nha. Mày chuyển cái mọc đi. Đây là hai cái ông đại diện của điểm này, một ông đại diện của điểm, một ông chính quyền địa phương nha. Ký cho ông rồi, nó nghe bây giờ cha là người ký cuối cùng, nhưng mà lần sau là cái ông đó ký nha. Lần sau là cái ông đại diện cha và các nhà khoa học ký nha, chứ không phải cha ký. Coi như các bệnh nhân là lần này là lần cuối cùng được cha ký. Cha phải ký cho con mới được, để con đem về nước ngoài mà. Biết đâu ngày mai cha chết rồi sao? Không, cha sống lâu lâu nữa, cha phải ký cho con. Trời ơi, ký nghe đã vô cùng nha. Ký để chứng minh rằng ông là người hết bệnh nha. Đó. À, chú Năm tao, chú Năm phải nói gì với ông vài lần, chúc anh Tám lên đầu tiếp. Chú cho từ tài, chú thứ mấy? Tôi thứ tư, chúc mừng chú. Không ngờ được thì bây giờ cái tuổi mà sắp ra quân á, tức là bây giờ ít có người nào mà được sống thọ tới mức độ này. Ha. Hồi nãy là cháu đó cũng láo là coi như trước giờ vô thì coi như là đi không nổi, nằm không à. Mà cái đó là cái này là cái diệu kỳ, thuốc này thuốc đặc biệt mà trên thế giới nào không có, mà có mà không biết xài, cứ ăn cơm ăn cháo hàng ngày mà không biết xài, mà thực tế dùng cái công nghệ nano này nó thần kỳ như đó. Thì bây giờ không biết nói gì hơn, thì chúc chú, thì bây giờ cái cuộc đời của còn lại của chú thì ráng khắc phục, tiếp tục là thực hiện cái công trình này, tức là cái phát đồ ăn cháo nano ha, rồi sống cũng được vài năm đó chúc chú thôi. Để coi, năm nay nè. 88 nè. Sống 12 năm nữa thôi. 12 năm thôi, chẳng tầm á. Chẳng tầm thì là lấy cái còn một cái cúp nữa, cái cúp cho chủ tịch nước. Tặng phải không? Thôi, chúng ta. Nếu như ổng ăn cháo nano uống sống trầm thiệt à. Sống trầm. Rồi, đây là cái giấy xác nhận tại điểm này. Còn đây là cái pháp lý của nhà nước. Trao lại cho ông nha, trao lại cho con nha. Rồi con giữ cái này, để gì ai có kiện tụng gì con cứ đem lên công trình. Đó, ở đây là chữa bệnh tư thế đó đó. Dạ, con cảm ơn. Mừng không? Dạ, cảm ơn. Đó, xong. Rồi, một ca rồi ha. Bây giờ, một ca kế tiếp nè.
một ca kế tiếp Thảo Phạm. Con đứng lên cho hỏi thăm con lấy hồ sơ của Thảo Phạm lại. Bây giờ con là cái người Việt Nam nhưng mà con sang Mỹ định cư cách đây bao nhiêu năm rồi? Thực ra tới nay cha mới thấy mặt con à. Tại vì hồi con vô đây tới giờ cha không để ý nữa. Phải không? Cha có chữa bệnh cho con lần nào không? Dạ không. Cha không rời tới luôn phải không? Không dòm tới luôn. Ha. Ừ. À, bây giờ cái ngày con vô đây là ngày 9 tháng 2 năm 2019. Thì khi đó là đây là hồ sơ bằng tiếng nước ngoài ở bên Mỹ nè. Thì các thầy đã trà sát lại cái hồ sơ bên Mỹ của con là khi đó ở bên Mỹ là con làm sinh thiết lá gan. Thì khi đó khi làm sinh thiết lá gan thì phát hiện con là ung thư đường dẫn mật. Phải vậy không con? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ cha là người Việt Nam không có biết tiếng Tây tiếng U, cha tạm hiểu là ung thư đường dẫn mật thôi. Mình dốt nát mà. Dòm thấy tiếng Tây nó biết mình mà mình không biết nó. Tạm gọi là ung thư đường dẫn mật. Thì khi con vào đây là ngày 9 tháng 2 thì trong quá trình điều trị cho con thì ở đây là điều trị 34 ngày. Trời ơi con là người may mắn vô cùng. Lẹ vô cùng lẹ, trời về đi Mỹ ngon lành luôn con ơi. Cái kết quả mà xét nghiệm X-quang đó, đây là nó ngang ngửa với sinh thiết. Nó gần sát nút sinh thiết rồi nghe con. Cho thấy con nè, cha đọc cho con nghe nè. Nhu mô hai phổi bình thường. Phổi con bình thường. Cấu trúc cái rúng phổi, rúng, rốn bình thường. Các khoang màng phổi BT là bó tay. Là bình thường ấy, không? Hai cơ hoành BT là gì? Bóng tim không to. Các mạch máu chính quay động mạch chủ bình thường. Trung thất không mở rộng. Không thấy hình ảnh chẩn đoán. Xương thành ngực BT là bó tay đó con. Rồi hai cơ hoành BT là bự thiệt chứ không phải bình thường. Nói chung là bình thường hết. Tại cho đọc BT là cho bự thiệt. Cho nên lấy ví dụ cho cái ông này, cái câu chuyện của ông này vui lắm. Có hai ông nọ bạn thân dữ lắm. Ông bị ung thư tuyến tiền liệt á. Thì ổng sợ bị ung thư, ổng đau rát tiêu tiểu không được, thì ổng đi lên ổng xét nghiệm. Ổng đi lên ổng chà vô cái gì đó, siêu âm ra xong rồi bắt đầu để bình thường mà để BT không à. Ổng về ổng đọc không được, ổng không biết cái BT là cái gì. Ổng qua thằng bạn, tao mày bạn thân dữ lắm, mày giải thích cho tao BT là cái gì, này là cái gì. Bạn hỏi mày khám chỗ nào mà để BT, ổng không biết luôn nữa. Thì thằng ông bệnh nó nói tao khám cái bốn nè, siêu âm dưới này nè. Thì để chữ BT thì cái ông mà không biết gì hết, ông bạn nói cái này BT nè, bự thiệt chứ không phải bự thiệt. Chứ không phải bình thường. Ông này cũng quán hồn, bự thiệt sao thấy không có ai đây. Đi lại bác sĩ nói bình thường. Gì cũng vỗ cho ông này mấy bọc tay. Mày nói tao bự thiệt. Vậy là siêu âm X-quang con là bình thường nha. Rồi là ngày lần 2 nó đi kiểm tra lại đó. Bây giờ lần 3 đi kiểm tra của con là kết quả xét nghiệm máu là bình thường nha. Hòa hảo à, chứ không đơn giản nghe con. Sức khỏe đang ổn định. Các chỉ số công thức máu trong giới hạn là bình thường nha. Tiếp theo Hòa Hảo lại nói một lần cuối cùng là xét nghiệm dấu ấn ung thư gan là 6.14, 44 nhỏ hơn 20. Vậy thì cho thấy không có dấu hiệu ung thư gan thời điểm hiện tại này. Hiện tại này con không có ung thư gan. Ung thư đường mật và tụy, chỉ số hiện tại cho thấy đang không có dấu hiệu ung thư đường mật tụy. Cha đã ghi rõ trong này hết và có xét nghiệm của Hòa Hảo. Con vui không? Dạ con vui cha. Con vui ha. Vậy con về Mỹ được chưa? Dạ được. Mấy ngày mấy con về? Con chưa có mua vé cha. Chưa có mua vé? Dạ. Thì tính ở lại nữa hả? Nói cái điều kiện mình, tại sao con mua vé là cho cha biết. Có cái điều kiện mình, bệnh trạng mình
Tại vì con chưa có con về đây con chữa thì con muốn chữa tới khi nào mà con hết. Thử ra con chưa có quyết định mua vé mà con muốn là người con thực sự khỏe luôn rồi con mới mua vé. Hiện tại là như thế này con. Chừng nào con mua vé thì cha không biết. Nhưng mà cha lấy ví dụ này cho con nha, ai cũng hiểu liền à. Ví dụ như bây giờ mình nấu nước, mình uống, mà mình nấu nước không có sôi ụt lên, mình nấu vừa kêu ấm thôi. Từ nhà quê của cha là nấu vừa kêu ấm, đó là nó kêu ấm. Thì con đem ra con uống với cái sôi ụt lên, cái nào uống tốt hơn? Tại sao vậy? Còn cái mới vừa kêu ấm uống có sao không? Đau bụng. Đau bụng, đó là kinh nghiệm nhân gian ha. Vậy thì từ cái kinh nghiệm nhân gian đó cha đưa về cho con hiểu nè. Ở đây con trị bệnh bằng thuốc núi. Mà con nên nhớ rằng thuốc núi nó mạnh kinh khủng. Bản thân của con là con bị ung thư ha. Con bị là ung thư đường dẫn mật. Mà con trị ở đây có 34 ngày con hết bệnh thôi. Có 3 chuyện sau đây mà con hết bệnh. Chuyện thứ nhất là con chưa có sinh thiết, chưa có quá trị xạ trị cơ tự nhiên. Thì khi đưa con trở về đây, chuyện thứ hai là đưa thuốc núi vào trong cơ thể con. Thuốc núi này nó mạnh kinh khủng lắm mà nó, con uống phải có hàm lượng. Nếu con uống trật hay nhiều hay ít là con bị chết chứ không có phản phụ. Thuốc núi không có chuyện phản ứng phụ con. Một là con uống nhiều quá chết luôn, hai là con uống ít quá không bao giờ hết. Cho nên phải đúng hàm lượng, số lượng. Bây giờ cái quan trọng mấy ông thầy này mới biết hàm lượng, số lượng bao nhiêu. Chứ còn giờ đâu được. Điểm thứ ba là con ăn cháo nano. Cái cháo nano nó chính là cái dưỡng sinh, cái chất dinh dưỡng. Và trong cơ thể của con ung thư không tạo ra được 8 chất, thì cháo nano nó tạo ra cho con 8 chất đó. Nha. Những cái cha nói hôm nay thì cha sẽ lên mạng rồi con sẽ học thêm. Nha. Chứ còn cha không phải là bác sĩ, cha nói tới đây được rồi. Tiếp theo nè con. Vì thế con có ở lại đây con cũng chỉ nghỉ ngơi và ăn cháo thôi, chứ con không uống thuốc núi nữa. Vì cơ thể con đã đủ thuốc rồi, tự nó bình phục lại thôi. Giống như là con nấu nước trong cái ấm nó kêu lên rồi, thì con không cần phải đưa lửa rơm vô thêm nữa, củi vô thêm nữa. Tự cái hơi nóng của rơm với của củi nó làm cho nước kịp sôi không? Kịp sôi. Tức là mình nấu bằng củi phải không? Mà nước đi cái ấm nó vừa kêu lên rồi là mình không cần đưa củi vô nữa. Phí. Cái than đó làm cho nước. Thì con vừa uống đủ thuốc rồi thì con không cần phải nạp thêm, tự cái thuốc đó nó làm cho con hết bệnh luôn. Do vậy con cứ đi về Sài Gòn, con nghỉ ngơi, con thăm bà con ăn cháo nano. Nha, con không có phải lo gì nữa hết. Bác sĩ nói con hết bệnh, các nhà khoa học, các thầy thuốc, chính quyền địa phương, những người này người ta không có khùng đâu con. Nha, người ta nói con hết là con phải hết thôi. Con không có lý do con không hết được. Nha. Còn con muốn ở lại nghỉ ngơi thì cứ ở, nhưng mà con không uống thuốc nữa. Như cha đã nói, cái ấm mà nước nó kêu lên rồi thì không nấu nữa, không đút củi vô nữa. Cái than nó đủ sôi không? Thì cái cơ thể con đủ thuốc rồi, có cần uống thêm không? Tự động nó làm cho con hết. Hiểu không? Con là đồng ý á. Con cha nói vậy con đồng ý với cha không? Vậy có nên uống thêm không? Vậy ba con có nên uống thêm không? Thôi nghe con, đừng có ham. Người Việt Nam mình thì có chuyện là không bổ về ngang cũng bổ về sai chỗ đó. Sai cái chỗ đó là chết nha. Cái thuốc nam cha không bàn, nhưng mà thuốc núi và công nghệ này cha phải bàn để cho mọi người hiểu. Tại vì cái công nghệ này chính cha là nhà nghiên cứu, cha phải hiểu nó. Cha nói con phải hiểu, vì cha nghiên cứu con hết bệnh mà con, cha nói con không nghe mà con cứ uống nữa chết nó chịu à. Thà là con về 5-10 tháng sau con bệnh, con nói cho cha biết thì cha sẽ rà soát lại cái cơ thể con. Còn ngay bây giờ cha là nhà nghiên cứu, cha chữa bệnh con hết, mà cha biểu con đừng uống nữa mà con cả ngang uống, cha cũng không cho nữa. Lỡ có bị gì nó dư hoặc là nó thiếu kẹt lắm anh Thắng. Thắng nè. Ha. Còn về mạng Tây Y thì cha không biết, nhưng mà về mạng công nghệ là cha biết như vậy đó. Và cha khẳng định là con không nên uống thuốc muối nữa. Tự nó làm cho sôi nước lên. Tự bao nhiêu thuốc đó nó làm cho cơ thể con mạnh khỏe lại. Con ăn cháo là bình thường. Còn con bị ói yết gì đó là do gì? Mời thầy Thanh trả lời giùm cô.
Kính thưa đại diện chính quyền các cấp, kính thưa các thầy cùng các bệnh nhân, đặc biệt là cha, thì con cũng xin giải thích cái tình trạng bệnh của chị Ritty. Thì hôm nay chị Ritty có được cái kết quả này là hoàn toàn xứng đáng, và nó có cái cơ sở pháp lý và có cái cơ sở y khoa rất là vững chắc. Chị cũng đã hết bệnh, nhưng nó có cái hiện tượng là cái di chứng của ung thư nó để lại, đó là cái hiện tượng tiêu hóa. Khi mà chị bị ung thư đường dẫn mật, trước đây nó là khi mà chị đi sinh thiết ấy, là sinh yết thiết cái khối u ở trong gan, nhưng mà nó không phải là ung thư gan, là ung thư đường dẫn mật mà nó ảnh hưởng tới lá gan. Thì cái vấn đề của cái ung thư đường dẫn mật nó ảnh hưởng tới vấn đề tiêu hóa, nó làm cho cái chức năng tiêu hóa của chị nó kém, thì nó dẫn đến cái tình trạng là chị ăn chị hay có những hiện tượng ói, nó ói những cái chất trong cái dạ dày, cũng như là nó chạm dạ dày có hiện tượng đó, cũng như ói những cái chất mà nước dịch vàng chị thấy đó. Thì trong một cái thời gian sắp tới nữa, thì nó ổn định hơn, thì nó sẽ trả lại cái cơ thể bình thường, nó không còn hiện tượng chạm được dạ dày đó nữa, cũng như là cái chức năng tiêu hóa nó ổn định lại, cho nên chị cứ yên tâm. Đó là cái cách thầy giải thích cho chị như vậy. Thầy cũng xin trình bày với cha cùng tất cả mọi người ở đây là như thế. Đó, con thấy đó, thầy thuốc nói chuyện có khác, cha nít nôi nói có khác. Thầy thuốc người ta điều trị người ta biết là con cứ tự ăn cháo nano, lần bước nó sẽ đẩy hết những cái chất nó ra là xong, chứ không cần uống thuốc nữa. Tại cái bản chất của cháo nano là nó là thuốc, nó sẽ đẩy hết những cái chất độc trong người con ra nữa. Còn hiện tại con không còn nữa. Thôi xin mời anh Tám và chú Năm Linh ký tên tiếp tục nha. Để xin mời thầy Năm Linh và trao cho chị Christy. Con đi ra ngoài này con nhận cái hồ sơ của con. Hôm nay con đi có ai thấy con không? Xin mời hai ông chú. Trời ơi, tôi không ngờ tôi mình cũng không ngờ là cứu được một người từ Mỹ ha. Để tôi ký. Tôi ham ký lắm, ký lần này tôi nghỉ rồi anh. Ham ký. Cái tại cái tên lúc này của cha cho phải ký thôi, chứ còn lần sau không có tên. Vui ha, cha vui không? Cha ham hố dữ lắm. Rồi bây giờ ông quản nhiệm ở đây trao gửi lời yêu thương nha. Còn dồi dào sức khỏe nữa, để đáng có giữ gìn sức khỏe mà ăn cháo cho được tốt hơn, để mà theo cái pháp đồ này để cho mình ổn định hơn. Từ đây tới về sau đừng ăn thịt cá nữa, rồi thì bệnh mình sẽ vượt qua. Thì qua cái cơn này cũng như là mình chết đi sống lại. Giờ mình cố gắng mình để mình giữ sức khỏe mà để sống với chồng con cho nó được tốt đẹp hơn. Chúc mừng con. Rồi, đây là cái hồ sơ pháp lý của con nha. Con giữ đây và con trình cho Mỹ. Chẳng thơ Mỹ nó nói con gì Việt Nam đi chơi tùm lum. Rồi lỡ mà con có lấy bảo hiểm gì đó là con chứng minh được. Ví dụ như về bển con nói tôi đi Việt Nam tôi trị bệnh, thì có khi con đòi tiền bảo hiểm lại có khi được. Vì đây là hồ sơ pháp lý nha. Còn nếu con cần gì nữa thì con alo bên đây thì các thầy đây sẽ trả hồ sơ tiếp tục cho con. Nếu bên Mỹ có đòi những hồ sơ gì cặn kẽ hơn thì các thầy nó sẽ trả đi. Con hết bệnh là cha mừng rồi nhé. Nhất là con là người công giáo nhé, người công giáo mà được cha chữa bệnh. Tại vì con là người công giáo, nguyên tắc của người công giáo đó là cha không được chữa, vì hàng ngũ giám mục Việt Nam không cho phép cha chơi với người công giáo, cũng không cho phép người công giáo đến với cha. Mà cha nghĩ đủ cách để cha chữa cho con, vì con là người công giáo ở ngoại quốc, con có quốc tịch nước ngoài, cho nên cha mạnh dạn cha chữa cho con. Cha biết rằng con không thưa cha, cha cũng biết là con không phải là con cái của đất nước Việt Nam, cho nên mấy ông giám mục Việt Nam không được phép thưa cha. Thưa cũng vô hiệu quá. Thành thử ra cha chữa cho con là người công giáo. Chúc con bình an mạnh khỏe nha. Bây giờ cha hỏi tiếp tục một người bệnh kế tiếp. Là ông Son Lê nha. Cha mời ông Son Lê đứng lên. Ai là người thân của ông Son Lê? Con đứng kế bên bà con nha. Bây giờ ông Hà Hoàng Giang.
ông Hà Hoàng Giang này cha nhớ một kỷ niệm vô cùng đẹp, là có một lần là cha đang ngồi ăn cơm. Có một lần cha đang ngồi ăn cơm thì một vị thầy bên đạo Cao Đài đội mấn bận áo dài dẫn ông này đến với cha. Thì cha thích lắm, cha thích những người tu lắm. Cha nhìn thấy hình ảnh đó là cha thích liền. Ba cái thích sau đây. Cái thích thứ nhất là do ổng là người tu là cha đã thích rồi. Cái thứ hai nữa ổng ăn chay. Cái thứ ba nữa ổng dẫn người đi chữa bệnh. Đó là ba cái mà cha chịu vô cùng. Tuy nhiên là ổng già hơn cha khoảng 30 tuổi. Ổng 70 mấy tuổi, còn cha thì có 40 tuổi, thì ổng già hơn cha là 30 mấy tuổi. Nhưng mà cha rất là hoan nghênh cái tinh thần của ổng, là một người già ăn chay tu hành dẫn con mình đi cứu, đi cứu mạng con mình. Điều đó đều đáng trân trọng vô cùng ha, đáng trân trọng. Thì khi ông Son Lê, ông này ổng bệnh là u sụn thiểu, gọi là Son Lê đó, ổng bị ung thư Son Lê thanh quản. Thì ông này ngày vô ổng cũng nói chuyện được, ổng nói chuyện được chút thôi, chứ không phải nói lớn như người ta. Thì trong quá trình điều trị cho ông thì khoảng bao lâu đi mổ? Dạ, khoảng chừng 3 tuần sau là... Khoảng trong quá trình điều trị cho ông trong vòng 3 tuần rồi, xin thầy ngồi xuống. Trong vòng 3 tuần thì ông này rất là khỏe. Thì mình nghĩ rằng là ổng qua rồi. Nghĩ rằng là ổng... Mời ông ngồi xuống đi. Mình nghĩ rằng là ổng sẽ qua rồi. Thế bắt đầu... ông thầy Thanh mới hỏi ông là bệnh ông nặng quá rồi, sau này ông về ông ăn chay hay là ông ăn mặn? Thì ông nói là ăn mặn chút phải không? Ông nói là ăn mặn chút. Mấy bữa sau là bắt đầu ông mệt lên. Ông mệt lên rồi bắt đầu phải đưa bệnh viện. Ông giống như là ông ra mồ hôi nhớt luôn cả người, là nếu không đưa kịp là ông chết. Đưa lên bệnh viện mổ ngay cổ họng ông. Thầy Thanh báo cha nó mổ không? Bị cái tội ông đòi ăn động vật tiếp. Ông cười quá tiếng. Tức là người ta tha thứ cho con động vật đi thì đâu có chuyện này, phải không nè? Cho nên mới vừa khỏe khỏe 3 tuần sau thì anh hỏi về ông ngoại ăn động vật nữa không, nó ăn chút. Thì có 1 tuần sau là phát hiện ra là ông ngay đơ cán cuốc rồi, tức là nếu không đưa bệnh viện kịp thời là chết. Thì khi đưa lên bệnh viện thì bệnh viện nó nói bây giờ buộc phải mổ thanh quản này. Mà mổ thanh quản này vĩnh viễn không nói được. Vĩnh viễn không nói được. Thì thầy Thanh báo gì cho cha hỏi mổ không? Cho nó mổ, bỏ thật đoan đúng vậy. Mổ, nói chứ không mổ là chết. Thôi nè, thì sau khi mổ rồi thì về điều trị cho đến nay khoảng tháng nữa không? Khoảng tháng nữa nha. Khoảng tháng nữa thì hiện bây giờ ông không còn ung thư Son Lê nữa, nhưng mà ông bị ung thư không nói được. Nhưng mà ông vẫn vui phải không? Vì mình còn sống là được rồi. Có những người mà đến đây là eo uột sắp chết, trở về mạnh khỏe như ông già 88 tuổi. Như cái cô chị Rich đi này, đến đây là eo uột, giờ về là lấy thêm ông chồng nữa vẫn được. Còn có những người đến đây nói chuyện được, về nhà không nói được, nhưng mà hết bệnh. Nhân quả nha, đời có nhân có quả, nghe lời cha về tha thứ cho các bạn động vật, hiểu không? Vì nó không phải thức ăn của mình. Nhưng mà cha nói cho con nghe nè, con nhìn nghe cha nè, khoa học nó nói rằng con vĩnh viễn không nói chuyện được, nhưng với cha không có chuyện đó. Con nghe lời cha, con đừng ăn, con tha thứ luôn cho con động vật thì chắc chắn con sẽ nói được ít nhiều. Như hiện bây giờ con vẫn chào cha được mà, chào cha kìa. Đó, bịch lại nói chuyện kìa. Đó, bịch lại thì nói chuyện bình thường. Giống như là ổng thêm một cái hơi thở nữa đã không bị nghẹt. Thì thời gian sau con từ từ nhân quả nó sẽ trả về cho con cái điều lành. Để con nói chuyện với vợ con nha. Con vui mừng lên vì hồ sơ bệnh án của con. Hiện tại hồ sơ bệnh án của con là dấu ấn ung thư vùng cổ tuyến giáp, là do phát hiện sớm, do con chưa có quá trị xạ trị nên điều trị con bằng công nghệ cháo nano, hiện tại không phát hiện ung thư. Mừng không? Vậy thôi là khóc chết rồi nha. Cho ổng tràn pháo tay. Nha. Con có muốn nói gì không? Con có muốn nói gì không? Không có, con nói đi mới ngon chứ. Bịt lại. Hả? Bịt lại nói. Con bịt lại cho ba con nói. Con
bịch sát hơi lại rồi nói đi. Con cảm ơn cha. Nói gì nữa? Đó, nói ngon nè, nói lại cái nữa nè, nói lại cái nữa nè. Cảm ơn cha. Rồi. Rồi. Rồi, nghe rõ thôi. Ai rồi, ai thông dịch lại giùm cha nghe. Ai sao không mày thông dịch thì bình thường. Ai không thông dịch lại giùm cha nghe. Nay anh vừa nói là con cảm ơn cha, cảm ơn chính quyền địa phương và các thầy, cảm ơn cha rất nhiều. Quá. Thông dịch cho những người bị mổ cổ họng. Ta thông dịch tiếng nước ngoài cũng thông dịch ngộ, thông dịch này cũng mất tiền lắm à. Rồi nha, vậy là đây là hồ sơ pháp lý ba con không còn ung thư nữa nha. Về nhà nghe lời cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, tha thứ cho các bạn động vật nha. Cha tha được là con phải tha được nha con. Con phải nhớ lời cha nói hôm nay, nó hành con đến đây là nó không hành nữa đâu. Nhưng mà may mắn cho con là con còn cố gắng trụ lại đây, và phần phước của bao nhiêu người ở đây cầu nguyện cho con và cố gắng chữa trị con mới được tới ngày hôm nay. Nhìn vô con là không có chuyện ung thư ở đây nha. Con khỏe rồi thì con về, con muốn nói chuyện với vợ với con thì con bịch lại con nói vài câu thôi. Từ từ con tu hành lại nó sẽ hết nha. Con hãy nhớ lại trong giai đoạn con chưa bệnh là con già không bỏ nhỏ không tha, đúng không? Già không bỏ nhỏ không tha thì bây giờ cái quả này cũng xứng đáng lắm nha. Nhưng mà được chữa là trở lại là những con người ở đây họ cố gắng họ giúp con nha. Cho nên con cố gắng con về con ăn chay nha, tu hành lại cho tốt, theo thầy mà dắt con đi á, theo cái vị thầy mà dắt con đi á, vị thầy đó. Nếu mà một tiếng 15 phút nữa là thầy tới, nay hơi tệ, thầy đi thôi. Bữa nay cũng tới mà 15 phút nữa, thì chút nữa sẽ đón ổng thôi. Nha. Thì bây giờ xin mời anh Tám với chú Năm lên đây ký tên, rồi mời anh Tám trao cho ông này nói chuyện vài câu với ông nhé. Sao các bà thấy vui không? Vui rồi. Xin mời hai ông ký tên. Cha cũng không ngờ là cứu được ba con, nhưng mà cha biết công nghệ này cứu phải hết, nhưng mà do bệnh nhân không chịu nghe lời cha chịu thua. Con xuống giếng, con té giếng mà con không chịu kêu ai biết được là cứu. Khoan để tôi kiếm. Để còn cái tên cha ra ký thôi chứ lần sau là mất tên cha là cho mừng. Phải yêu cầu cha ký nha, cha ký mới được. Cái gì vậy? Cha ký mới được. Phải ký mới được. Thì trước Tám chào là cha Phêrô, chào các thầy, chào tất cả các bệnh nhân. Thì bữa nay Tám cũng được danh dự là dự được 4 bệnh nhân để ra bệnh. Thì đó một điều rất là mừng. Không phải thì người ta mừng trong cái điểm hồi đỏ chúng ta được là trị rất là hoàn hảo, được 4 bệnh nhân ra đó đều rất là quý. Thì như bữa nay Tám dự thì được là chú được là ra bệnh, tuy nhiên thì bệnh thì nó trầm trọng, mà bữa nay được cái điểm hồi chụp đỏ các thầy để lại trị chú, thì trong quá trình trị thời gian kéo dài nhưng bữa nay thấy cũng khắc phục được cái bệnh rất là điều quý, thì rất là vui mừng. Bên cạnh đó là chú chắc phải là tin theo mới được ra hoàn hảo, cộng lại thì cái sự nỗ lực và sự cái duy tâm chúng ta tin tưởng cái điểm này chúng ta mới hoàn hảo ngày nay. Thì ngày nay Tám đại diện điểm dược đỏ để trao tặng cho chú cái giấy chứng nhận cũng như là chú đã hoàn hảo bệnh, một điều rất là hạnh phúc, là vui mừng sung sướng. Thì nhân dịp đây là Tám cũng chỉ tất cả bà con bệnh nhân chúng ta, trước là 4 bệnh nhân này ra thì rất là diễm phúc, thì chúng ta cũng phải là nhớ là phải là tuân theo pháp đồ của đại diện điểm dược đỏ, đây là các thầy dạy ra, thì chúng ta tuy nhiên chúng ta về đi nữa chúng ta cũng phải giữ là cái pháp đồ chúng ta vô trị, bởi vì khi mình trị rồi mình bệnh thì phải nhớ là cũng như là phải giữ vững cái niềm tin để chúng ta hết, vì tất cả người chúng ta sức khỏe là trên hết. Nếu chúng ta về mà chúng ta trở ngược lại đi pháp đồ thì có thể bệnh chúng ta nó nhiều khi nó không thiên giảm. Thì sau cùng cũng là chúc sức khỏe 4 bệnh nhân và chúc chú và cũng và chúc tất cả cái bà con mà còn hiện ở đây, nếu chúng ta cứ giữ theo pháp đồ thì chúng ta cũng thể một ngày gần đây chúng ta cũng phải ra diện như tất cả bà con để sống cùng chung xã hội. Rồi sao nữa là bây giờ chú và em về cũng cho chúng ta cũng làm từ thiện của mình bác ái đi, cái đó là điều là diễm phúc. Chúng ta cứ là làm công tác xã hội từ thiện
thì chúng ta sẽ được là ơn trên là hộ trì cho chúng ta. Và những cái nữa là chúng ta được là nhà nước chúng ta ở địa phương đó cũng công nhận là mình một người công tác xã hội từ thiện là điều quý, là đó sự mong muốn của tất cả nhà nước chúng ta. Sao cùng chúc chú về khỏe, chúc tất cả bà con mình. Cảm ơn Tám đại diện điểm chữ thập đỏ. Đây là hồ sơ pháp lý của con nha. Con về nếu mà bà con trộm xóm láng giềng có ai thắc mắc gì thì đây là hồ sơ an toàn vô cùng. Hồ sơ ngày con ra viện, ngày con vô đây và đi kiểm tra con. Và đây là cái bằng khen con được hết bệnh, giấy chứng nhận con được hết bệnh tại điểm này. Vui không? Giống như em bé quá, đi học lớp 2 được lãnh bằng khen. Rồi, thôi ngồi xuống đi. Chết đi sống lại mà, mấy bà công nhận không? Chết đi sống lại mà đâu có đơn giản được. Sao trong các người nuôi này có ý kiến gì nói cho nghe coi. Anh có ý kiến gì không? Hả? Nói dùm dùm cha. Con người cha và tất cả các bác sĩ cùng các bác trong ban chính quyền, tất cả bà con ở đây, còn là cháu của cô Kim Anh này chữa. À dạ. Được cô báo là hiện nay là bệnh đã ổn định. Thì con thay mặt gia đình là cảm ơn cha và tất cả các quý cô bà con có bác ở đây. Hôm nay rất là ngạc nhiên vì là tại sao lại có một cái cách chữa bệnh kỳ lạ như thế này mà rất thuyết phục, có tính khoa học. Rồi, cảm ơn. Rồi, chúng ta cho tràng hoa tay. Bữa nay sao cha thấy chị Kim Anh trắng tươi vậy ta? Hoa hậu hả? Hoa hậu ung thư nữa hả? Hoa hậu ung thư không chết luôn. Bây giờ cha tới ca của chị Kim Anh nha. Chị Kim Anh có một cái rất là đặc biệt là chị cũng không có quá trị và xạ trị luôn. Nhưng mà cha cũng nói thiệt với chị là khoảng chừng 4-5 ngày gì đó là cha ra lệnh cho thầy Thanh đuổi chị. Do bởi chị không thích ăn cháo hay gì đó, hay là có dấu hiệu muốn chạy. Đâu có. Là tại chị không thấy, nhưng mà các thầy điều tra, các thầy rình. Nó chữa bệnh tao phải rình. Thì cha ra lệnh cho thầy Thanh cứ đuổi, không tiếc. Tại vì họ không đủ duyên, đủ phước, đuổi. Nhưng mà không có ngờ rằng là vừa ra lệnh đuổi xong là thu hồi cái lệnh đó lại. Phát lệnh xong là thu hồi lệnh lại. Thôi mày ráng để một hai bữa nữa tao nghe. Thì ráng để một hai bữa nữa bà đứng lại. Bà chèo tiếp. Bà chèo tới nay bà hết bệnh luôn. Rồi bà hết bệnh mà bà đưa bao nhiêu người xuống đây nữa. Chứ nguyên tắc là bà cha đã phát lệnh đủ. Mà mấy thầy này cha phát lệnh đủ rồi là mấy thầy khoái vậy lắm. Nhẹ nhàng khỏi phải cực khổ. Thấy nè. Thì bị cha phát lệnh đủ là cha chịu trách nhiệm. Thấy nè. Nhưng mà rồi bà Kim Anh bà có hai cái bệnh rất là lớn, trầm trọng nha. Ngày bà vô đây là bà ung thư vú thì khỏi bàn rồi nha. Ung thư vú mà bệnh viện Hòa Hảo nó xác nhận mà. Rồi điểm thứ hai nữa là bà tiểu đường tiếp 2, hết bàn luôn. Coi như bệnh của bà thì đuổi dừa, không ăn cháo mà đuổi dừa ham ấu gì chữa mấy con này hả nè. Nhưng mà không ngờ phước báo bà còn nha. Hôm nay kết quả cho thấy rằng là bà không có tiểu đường. Nói thẳng luôn chứ không có nói dụ là bà tiểu đường bớt bớt gì đây, mệt lắm nha. Đây là kết quả hồ sơ bệnh án bà không có tiểu đường của bệnh viện đa khoa Minh Tâm đã xác nhận cho bà là bà không có tiểu đường. Bà vui không? Vui. Một cái kết quả thứ hai là Trung tâm Hòa Hảo Sài Gòn xét nghiệm cho bà dấu ấn ung thư. Hiện tại cái dấu ấn ung thư vú của bà là không có dấu hiệu ung thư vú theo kết quả của Bệnh viện Hòa Hảo Sài Gòn xác nhận. Do bà không xạ trị, quá trị, không có đặc trị thuốc, đặc hiệu, tức là không uống thuốc ung thư vú. Điều trị đặc hiệu có nghĩa là bà không có uống thuốc ung thư vú, mà bà mới vừa ung thư vú là bà chạy kiếm thuốc nam, thuốc tây, nước gì đó uống thôi. Chứ bà không có uống thuốc ung thư vú, phải vậy không? Không quá trị, không xạ trị. Do vậy mà bà đến đây bà chữa trị được có 68 ngày thôi. Là bà hoàn toàn hiện tại không có ung thư vú. Dĩ nhiên cái khối u trong này nó từ từ nó sẽ lạng, nó mất, bị khối u nó giống như mình bị đứt tay thì phải một tháng sau nó mới lành, rồi một năm sau nó mới liền sẹo được nha. Nhưng mà bà hiện tại không có ung thư vú. Đây là hồ sơ bệnh án mà pháp lý cho bà cái hồ sơ này đem về nhà để chứng minh cho chị em chồm xóm láng giềng. Bay ung thư chứ tao không bao giờ có. Bay ung thư chứ tao không bao giờ có
dám nói câu này không? Đó là vậy nha. Rồi bà có ý kiến gì không? Bà có muốn nói lời tâm sự gì không? Con kính thưa chính quyền địa phương và cha Phêrô Tường cùng các thầy. Con là bị ung thư vú mà 4 năm rồi. Với đầy tiểu đường tiếp 2. Mà con đi 9 ông thầy. Như đến cha là người thứ 10 đấy. Cha chữa cho con hết bệnh. Hết luôn. Dạ, hết luôn rồi. Con cảm ơn cha rất nhiều và các thầy. Và chính quyền địa phương con cũng chỉ biết nói với nhiều đó thôi. Coi như cái mạng sống của con đã được lấy. Được cha cứu là con được sinh ra một lần thứ hai. Đúng nữa vậy. Đó. Sinh ra một lần thứ hai, con thấy vui không? Vui. Vậy con về con sẽ làm cái gì? Giờ con này về con cũng phải đi làm từ thiện. Và con có những người bệnh mà con giúp đỡ cho ta xuống để chữa cho được như con hết bệnh. Con còn làm gì nữa không? Dạ, thì con phải vì đạo Phật thì con cũng phải đi lên chùa để con làm công quả. Con còn làm gì nữa không? Rồi ăn cháo là lâu rồi con không không ăn động vật nữa. Có nhiều đó. Thực ra không phải bảo quên đâu. Không phải bảo quên rồi, mời bà ngồi xuống. Không phải bảo quên nhưng mà bà quên ăn động vật. Cho nên bà đâu hoàn tới chuyện đó. Cha hỏi nhưng mà cha có ý là cha biết. Cha hỏi câu thứ hai là cha biết bà bà không bàn tới chuyện ăn động vật nữa rồi. Cho nên cha hỏi tiếp câu thứ ba là bà cũng trả lời may mắn cho bà. Vì trong đầu bà không còn ăn động vật nữa cho nên bà không nhớ chuyện đó. Còn mấy đứa đằng sau hè đó nó ăn cháo nano nó sờn đuổi tiếp á. Thấy vậy không? Con xin mời chú Năm với anh Tám lên đây ký tên cho được. Đằng sau mình sẽ làm một cái tòa ký tên ở đây. Tại nhà bệnh viện nhà lá chấp nhận chú Năm. Bệnh viện này là bệnh viện không tường. Tại vì cha tên Tường cho nên cha làm bệnh viện xây tường là không được. Nó bị kỳ quý á, sợ chết. Cha là cha Tường thì phải xây bệnh viện nhà lá chứ không bệnh viện nhà tường được. Bởi vì sợ kỳ quý. Cha nói vậy thôi, tao mình không có tiền xây nữa con. Có cho xây nhà lầu luôn. Rồi xin mời thầy Năm nhé, thầy Tiến lên trao giấy cho chị Kim Anh. Trước con kính chào cha Phêrô, anh Năm là trưởng ban nhân dân ấp Dòng Lớn, anh Tám là nguyên chủ tịch xã Vinh Kim mà hiện tại là đại diện cho cái điểm Thập Đỏ, cùng quý thầy và tất cả bà con bệnh nhân cũng như người nuôi bệnh kính chào chị Kim Anh. Hôm nay thầy rất là vui mừng vì chị Kim Anh đã hết bệnh. Thầy chúc chị về bình an mạnh khỏe trong Chúa. Hơn nữa thì thầy thấy chị có một cái tấm lòng tốt nhất. Mình đã bị đau vú, con người nữ mà có hai cái vú mà mình đã đau như vậy thì rất là khổ. Mà tâm hồn của chị đã có một cái tâm hồn bác ái yêu thương. Chị giúp đỡ chị đau nhất đó mà chị còn nhớ người này bệnh, nhớ người kia bệnh. Chị giúp đỡ cách này cách nọ để mà những người lân cận của chị, những người gần gũi chị, những người ở xóm riền của chị đem đến cho cha Phêrô và tất cả quý thầy đặng mà hướng dẫn và giúp đỡ cho những người khác. Vì tâm hồn của chị vậy nên trời Phật và Chúa thương chị. Hôm nay chị đã được lành bệnh. Xin chúc mừng chị về bình an. Cuối cùng cha gửi cho con cái hồ sơ pháp lý nha. Con về con trình bày cho làng xóm của con. Nếu ai có hỏi con đi trị bệnh có là có nơi có chốn có làng có xóm lo cho con nha. Rồi đặc biệt là con trị bệnh yêu thương và cho không nha con. Ai cũng vậy hết chứ không phải mình con. Bây giờ cha còn một người nữa là bà Đào Thị Phỉ á. Xin mời bà ra ngoài này ngồi nha. Cho nó nhỏ con mà ngồi trong đó không ai thấy luôn nha. Xin mời bà ngồi đây. Ông ơi, ông ngồi nãy giờ nghe khỏe không? Khỏe không? Khỏe ha, tốt quá. Bà ơi, bà
Bà thì bệnh của bà thì bệnh nhẹ nhàng thôi. Bệnh nhẹ nhàng nhưng mà đối với thế giới thì bệnh bà không nhẹ nhàng. À, cái bệnh của bà là bệnh tiểu đường. Hiện nay trên thế giới nếu như mà xét đến năm 2025, tức là còn 5 năm nữa hay gì á? Không? 7 năm nữa. 6-7 năm nữa thì tới ngày 2025 là khoa học thế giới nó sẽ đếm được là hơn 30 triệu người bị tiểu đường và chờ chết. Hơn 30 triệu người trên toàn cầu tiểu đường và chờ chết. Đó là có một bác sĩ nội khoa ở bên Minh Mỹ, Cali hay gì đó, sao quên rồi. Thì dự kiến đến năm 2025 là hơn 30 triệu người bị tiểu đường và chờ chết, không có thuốc chữa. Không có thuốc chữa chứ đừng nói tiểu đường mà không chết. Còn cái bệnh tiểu đường đối với công nghệ này thì nó như lật qua lật lại lật bóng rồi thì dài bữa hết. Bà đi trị bệnh ở đây bao lâu ngày rồi? Kính thưa cha, dạ ba con ở tại đây, dạ tôi đi trị bệnh ở đây là 1 tháng với mấy ngày, dạ. Trong khi đó tôi bị tiểu đường thì tôi cũng đi nhiều chỗ nhưng mà các bác sĩ nói là nếu chị tiểu đường mà không hết được, nó nằm đó thời gian nó sẽ trở lại. Tôi cũng chị, tôi đợi chừng nào mà có ai mà chị hết đó tôi mới chị, còn thôi bà này ngon thiệt, tôi không bao giờ chị. Thật sự ra là tôi coi trên cái clip của Samsuko đem về đó, thấy là cha tôi chị bệnh. Một cái điểm thứ nhất thì không dùng của thế, không xài tiền của người bệnh, không thuốc men, không tốn tiền. Là một cái điểm đó tôi rất là mừng. Và tôi cương quyết để đi tới chỗ này để trị bệnh. Chứ thật sự là tôi bị là 5 năm rồi. Mà tôi không uống thuốc Tây. Tôi uống thuốc Nam đồ gì thôi. Chứ tôi ăn gạo lứt đồ gì thôi. Chứ tôi không có uống thuốc Tây. Mà 5 năm rồi. Thật sự là tôi xuống đây rồi đó hen, là từ ngày tôi xuống là tôi khỏe khỏe từ từ. Chứ tôi ở nhà không quá 5 ngày là tôi phải đi chích thuốc, sốt, cảm, nhức đầu, dưới nhức mình, nhức mấy đồ gì đó. Mà không uống thuốc Tây mà không. Đi chích thuốc Tây nữa. Cái đó là chị cái bệnh đó, chứ cái bệnh tiểu đường là tôi không có chị. Dứt khoát sao có chị. Đi khám thì người ta cho hay là lên 480 là 450 rồi vậy hen. Cũng vừa uống thuốc Tây thuốc Nam vô. Chứ không có chị. Hôm nay bà thấy trong người bà như thế nào? Rất là khỏe. Bởi vì bà hết tiểu đường. Dạ. Giấy tờ đây. Tôi hết sức tôi mừng rồi. Đó. Giấy tờ thì, cho thấy bà không còn tiểu đường nữa. Tôi mừng không tưởng tượng được nha. Tôi bằng đêm đó nghe tôi niệm Phật dữ lắm. Tôi giá chờ Phật độ cho tôi hết. Nhưng mà bà nghĩ như thế nào mà bà sẽ không đi trị bệnh, chờ một người trị hết mới trị là sao? Trên đời này khó cũng là, chị cũng này có cái thâm tâm tư tưởng. Cũng có cái thâm tâm tư tưởng dữ dằn lắm. Thường thường thì đi lại cái ông thầy này á thì ổng nói tôi chị không ăn tiền. Mà thật sự ra là cái chuyện khác. Ăn chuyện khác. Bây giờ cho hỏi tiếp nè. Bây giờ bà nói bà trên đời này không ai mà được cái mơ ước như bà. Giống như cái bà này bà nói rằng bây giờ tao không chịu lấy chồng chừng nào thằng đó mà đẹp nhất tao mới lấy. Trời ơi trên đời này không có chuyện này. Vừa 5 nút là mình mừng gần chết rồi. Rồi 10 nút. Thế bà này bây giờ bà đòi ông thầy nào mà trị hết bà mới đi là bà đòi 10 nút à. Thế là vậy bà đã gặp được như vậy, bà thấy bà gặp đúng người chưa? Hết sức là đúng. Vậy bà cảm nhận như thế nào, bà chia sẻ cho mọi người nghe coi. Bà con cứ yên tâm mà trị bệnh. Tôi cũng hết sức là yên tâm để về gia đình. Trước thì nói cho tất cả những người bệnh xung quanh. Bởi vì ở trong cái xóm của tôi bây giờ đã còn 6-7 người bệnh, còn kêu bằng nằm lê điệt không ngồi gì được. Mà cũng tiểu đường. Người kia nó hết, nó là người ta bị trước tôi chỉ có 2 năm thôi. Mà bây giờ ta nằm không có ngồi gì được. Tất cả con cháu đỡ lên mà uống thuốc hay hoặc là ăn cháo rồi nằm xuống liền chứ không có ngồi được. Tôi thấy như vậy rồi tôi sợ. Thế nào mình sẽ có cái bệnh như vậy. Mà cái trọng tâm cha đang hỏi là bà muốn cái điều đó mà điều đó đã thực hiện được
Dạ. Theo ước muốn của bà dạ. vui không? Rất là vui. Vậy sau đó bà sẽ làm gì? Tôi làm những cái chuyện mà có công đức và có phước đức để hồi hướng cho tất cả chúng sanh và tất cả những cho tường với các bác sĩ ở đây. Rồi thôi được rồi, hiểu được ý bà như vậy ha. Chúc mừng bà nha. Trên đời này không có người nào mà được ơn như ý như bà. Cho bà tràn hóa tay gì được ơn như ý. Ở trong đạo Công giáo hồi đó cha còn ở nhà thờ thì giáo dân đến xin lễ là xin ơn như ý, xin ơn như ý. Cha nói cái ơn này hiếm lắm, khó mà được cái ơn như ý lắm. Bây giờ xin mời chú Năm với anh Tám ký tên đây là ơn như ý nè, nên ký liền là như ý nè. Đó. Xin mời thầy Hạnh trao giấy. Chú Sáu này, chú đi xuống với này đi là tôi mơ, tôi lại đi mới được chứ. Bây giờ cha ký cho bà cái rồi tháng sau mấy thầy ký nha. Cha không ký nữa nha, bà coi như là đúng là bà ơn như ý. Rồi xin mời thầy Hạnh đó. Xin chúc mừng cô. Biết là con cảm ơn cha Peter. Cảm ơn các chính quyền các cấp, nước và tạo điều kiện cho cha được chữa lành những cơn bệnh mà cha đã nghiên cứu. Con xin cảm ơn tất cả cộng đồng mạng đã cầu nguyện cho 5 bệnh nhân hôm nay được ra viện, 4 bệnh ung thư và 1 bệnh tiểu đường của bà đây. Con xin cảm ơn rất nhiều. Thế tâm như thế là cái mình cha mẹ bà sinh thật là tại vì tôi bị có mấy người bị tiểu đường mà chết người thân đó. Thôi bà hết chết là được rồi hen, chúc bà mạnh khỏe nha. Rồi tôi sợ vô cùng khổ quá đi thôi. Được, cơ thể mình 70% là nước nên được ăn các cây hạt giống. Với nhờ của tôi ăn cơm, tôi ăn chay lâu dữ thành ra bây giờ nó cũng quen. Rồi, cảm ơn khóc tất cả. Rồi. Ôm nhau khóc thôi. Khóc là vui vẻ đó. Vui vẻ. Rồi bây giờ coi như là tất cả chúng ta đều đã trao gửi hết cho nhau những cái cần thiết để nói hôm nay. Tuy rằng cái chuyện chúng ta nói hôm nay chúng ta thấy nó bình thường nhưng không bình thường. Nó là một cái dấu mốc lịch sử cho nhân loại chứ không phải là bình thường. Tại dấu mốc ở chỗ là bởi vì ta đã cứu được mạng người. Thì đây là những con người này là những con người đang được, đang có cơ hội để ngồi lắng nghe và chứng kiến cái lịch sử này. Đây là lịch sử này là lịch sử giống như là khi chúng ta chết đi rồi nó sẽ đưa vào sách sử ghi lại cho nó đơn giản được. Để xin mời thầy Phú có ý kiến gì? Kính thưa cha Phêrô, chính quyền ở cấp và các cơ quý thầy, các bệnh nhân và bà con cô bác. Hôm nay thì con cũng có chút ý các bệnh nhân mình về mình cố gắng mình ăn những thức ăn của mình là cây cỏ mà hạt giống rồi mới mình giữ sức khỏe của mình kéo dài được. Chứ mình về mình ăn động vật nữa thì sức khỏe mình sẽ trở lại bệnh như cũ như thôi. Rồi lúc đó lại nhiều khi các thầy ở đây nhiều khi không có nhận nữa. Tại vì mình giờ đó đã ăn động vật trở lại rồi. Thì trước thì con có nghe cha Phêrô nói nếu mà cái người bệnh đó, mình trị hết rồi, rồi người bệnh đó trở lại á, nhưng mà lúc đó ăn động vật trở lại là cha không có còn nhận nữa. Thì con cũng nhắc các bệnh nhân vậy thôi. Cảm ơn thầy. Xin mời thầy Tâm có ý kiến gì để nhắn nhủ các bệnh nhân trước khi ra về. Tại hôm nay chúng ta có 5 ca rồi. Xin mời thầy. Kính thưa cha, cùng chính quyền các cấp, cùng với thầy, cùng tất cả mọi người. Thì 5 ca bệnh nhân ngày hôm nay ra viện, thì trong cái thời gian mình điều trị thì chúng ta cũng đã cố gắng giữ đúng phác đồ, giữ đúng nội quy của phòng khám. Thì đó là cái sự cố gắng của mình trong cái thời gian chữa bệnh. Thì sau khi về thì mọi người hãy cố gắng giữ thêm phác đồ của mình thêm một thời gian nữa. Và nhớ là không có ăn động vật nữa, vì đó không phải là thức ăn của mình. Và cố gắng sống tốt, giúp đời nhiều hơn, sống có ý nghĩa hơn trong cái thời gian còn lại. Xin cảm ơn thầy. Xin mời thầy Quý có ý kiến gì?
Dạ con kính chào cha Phêrô Tường cùng các chính quyền các cấp, cùng với các quý thầy, các bệnh nhân và ông bà anh chị em. Nãy giờ các thầy đều có tất cả ý kiến đều đầy đủ hết rồi, nhưng riêng phần thầy có thêm một ý nữa, đó là cái phần tập dưỡng sinh, cái hít thở, mình ăn, mình uống, mình ngủ, mình nghỉ. Nhưng mà quan trọng nhất của mình đó chính là cái hơi thở, hít thở. Thì thầy chỉ có thêm cái ý này thôi. Cũng xin hết. Cái này cũng cảm động với ông thầy này thì nãy giờ tôi mình nói gì đâu không mà quốc lại cái mày không thở là mày chết. Hay thiệt, cho càng bóng tay nữa nè. Đúng là đúng cái chuyên nghiệp của thầy quý là hít thở là dưỡng sinh đó. Cho nên ổng nói ngay đó, thiệt đúng là chọn mặt gửi vàng ha. Chúc thầy sẽ giúp cho các bệnh nhân thở mãi. Cuối cùng cho mời thầy Năm. Thầy Năm là thầy đại diện cho hết các thầy. Đứng đó thầy phát biểu vài lời rồi anh Tám với chú Năm rồi mình kết thúc ha. Thì hôm nay trước hết thì cũng cảm ơn chính quyền các cấp cùng các thầy và cùng các bệnh nhân. Năm bệnh nhân hôm nay được xuất viện cũng rất là vui mừng, rất thành công, tốt đẹp. Thì cũng nhờ, cũng là cảm ơn mấy thầy cũng rất cố gắng, quyết tâm để theo cái đường lối của cha đi để giúp cho những bệnh nhân bị lăng y này. Thì hôm nay tôi thấy rất là thành công, tốt đẹp. Chúc mừng cho các bệnh nhân còn lại ráng cố gắng. Và các bệnh nhân ra về. Nói như thế thì cha nói thêm là hôm nay thứ 6 thì tới ngày thứ 2, 6, 7, ngày thứ 2 thì cha sẽ hội họp tại Hà Nội với chú Năm, với lại các nhà khoa học Hà Nội một lần nữa đại hội 2 ngày. Trong 2 ngày đó, cha sẽ làm việc với các nhà ung thư cao cấp nhất của nước Việt Nam. Mà tất cả các bệnh viện ung thư phải trả về Hà Nội, phải trả cái kết quả về cho cái ông cao cấp nhất đó. Thì ổng cùng với cha với chính quyền địa phương này để tìm ra một cái giải pháp để mà đưa vào sử dụng cho cả nước và cả quốc tế nữa. Trong tương lai sẽ cả quốc tế, nhưng mà trước mắt là cả nước thôi. Bởi vì cha nói cuộc họp hôm nay là cuộc họp lịch sử. Những con người này sẽ được ghi vào lịch sử, ví dụ như là Son Lê. Cái tội mà nửa chừng chữa gần hết đồ ăn động vật. Nhớ mai mốt có ghi lịch sử, nhớ mở ngoặc chỗ đó nha. Cuối cùng thì xin mời anh Tám cho vài lời với chú Năm rồi mình sẽ kết thúc. Trước hết Tám xin chào cha Tường, chào các thầy, chào ông ba là chính quyền, cùng tất cả bà con bệnh nhân hôm nay. Thì nhân dịp đây thì không có gì hơn thì Tám cũng là trước thì chúc là sức khỏe cho năm bệnh nhân ra. Chúng ta hãy an tâm về để là lo là sức khỏe, là giữ theo pháp đồ của là phòng khám như là lúc ban đầu. Rồi sau các bệnh nhân còn lại cũng như chúng ta cũng quyết tâm mà để giữ theo pháp đồ để chúng ta từ từ lần lượt chúng ta sẽ ra bệnh trong điều quý mến. Thì chắc không có gì hơn. Thì một lần nữa thì Tám cũng chuyển tải về để các cộng đồng mạng, thì cũng kêu gọi các cộng đồng mạng hãy chung tay góp sức để cùng nhau là hướng về cái điểm là hội chụp đỏ yêu thương cho không, để hỗ trợ về là vật chất để cùng nhau hỗ trợ chúng ta để hoàn hảo cái tất cả bà con về là trị bệnh bằng cái tình yêu thương cho không. Thì sau cùng trước là chúc cha Phêrô, chúc các thầy, chúc các bệnh nhân và chúc các cộng đồng mạng nhiều sức khỏe, cùng nhau chúng ta tiến hành để hỗ trợ cái điểm này càng nổi bật hơn, giúp cho những bà con và có hoàn cảnh khó khăn mà bệnh như là hiện nay bà con ngồi. Sao cũng chúc sức khỏe tất cả. Xin cảm ơn anh Tám và ông đại diện những chữ thật cỏ ở đây. Bây giờ cuối cùng ý kiến quyết định của chính quyền địa phương, con xin mời chú Năm. Trước tiên kính chào linh mục Tường cùng là năm bệnh nhân, những người nuôi bệnh có mặt hôm nay. Thì bữa nay tôi cũng rất vui mừng phấn khởi, mà bây giờ thi tổng kết rồi, hồi trong năm tới giờ là 33 là coi như cái bệnh này thì nãy giờ nói rất nhiều rồi, cũng như là cái này không bình thường, bó tay, bệnh viện bó tay, ở đây bình thường, ở đây gọi là bình thường hơn. Đúng rồi, bệnh viện bó tay, bự thiệt. Bó tay mới. Anh đến đây thì cũng như là Linh Mục Tường đã có nói,
trận chiến nào cũng có thắng và là có cái này không phải thua mà quá tức là chết chóc đó, trị thì phải có chết mà đúng rồi là đã bó tay, bệnh viện bó tay đến nay thì những cái tôi nói què bạc rồi. Hôm rồi cũng tôi cũng nói với Linh Mục Tường, tôi nói bây giờ những cái bây giờ mình thấy bệnh là quá trời thì mình được nhận rồi đủ rồi cái ấy. Mà cha Tường nói bây giờ ta đúng thủ tục thì phải nhận chứ sao giờ phải không? Dạ. Đúng thủ tục thì nhận rồi, bây giờ mình là cứu người là cứu cuối cùng không được thì cái chuyện đó là nói về là thể đạo Chúa thì bây giờ là Chúa nước gì trời hay là gì đó, còn đâu Phật thì Phật thôi, cái đó là cái bó tay rồi, cái đó là bó tay rồi, bó tay đây tức là bây giờ nãy là coi như là bệnh nhân không chú ý được cái vấn đề đó, tức là không có phát hiện sớm là cái là nơi trị bệnh ở đây thì bây giờ vô quá chắc là nhiều cái lúc ấy là quá trời là đến đây thì thôi nãy giờ cũng nói rất nhiều, bây giờ nhất là cho Tường cũng phân tích rất nhiều là các thầy đây trị bệnh thì tôi nói một số vấn đề để là coi như bệnh nhân ra về chú ý phần này cũng như dặn dò coi như là từng cái này bệnh nhân nãy giờ có dặn dò tất cả rồi về cố gắng những cái cuộc đời còn lại, tức là cái chú ở tôi nãy tôi cũng chúc thì chúc chơi gì thôi chứ sống thôi vài năm đó thôi chứ gì tới trăm tuổi ha. Yeah. Giống như cho nó minh mẫn rồi sức khỏe rồi trong đó là tôi cùng con cháu còn nữa là coi như là nhỏ nhất là cháu Thảo đây rồi ráng cố gắng nhìn tài giữa là các thầy đây hoặc là lời khuyên tức là về coi như mạng sống mình đã coi như thoát rồi, tức là sanh ra một là lần nữa đó thì ráng cố gắng làm sao về là giữ pháp đồ. Phát đầu này dễ rồi, về cứ tiếp tục ăn cháo, ăn cháo là thấy bây giờ là thấy khỏe rồi. Thì cũng chung là con, ăn chay gì đó. Thì cái nãy giờ là thầy đã dặn rất nhiều rồi, chú Năm cũng nói nữa. Thì ở đây tôi cũng nói thêm một cái mấy vấn đề. Có một số bây giờ là coi như là coi như dân chưa tin thực tế chưa tin mà tôi báo lên đây đó có cô bác này. Hôm rồi là Hà Nội vô là 10 nhân vật đó, nhân vật có giá trị, tức là tiến sĩ giáo sư tiến sĩ không rồi có những cái là về mặt là chính quyền có tướng tức là thiếu tướng mà đúng đó rồi là đại tá đó. Thì vô đây rõ ràng tôi biết là hội thảo trong quá trình trong ngày đó rồi cuối cùng tôi là cha Tường mới đọc là cái những lời người ta phát biểu trong cái lời người ta viết trong giấy đó từng giấy rất cực kỳ cực điểm này rồi đó là xuất phát điểm này là có sau này có mở rộng hoặc là sau này có giá trị những cha Tường nói chủ nhật ra mình ra mãi rồi có những cái thì phát sinh mới nữa thì bây giờ là tin tưởng tôi nói chơi có một số đây ngồi đây có khi là hình như không tin nữa hôm tôi cũng nghe nói lông lóng rồi thí dụ bây giờ là bệnh gì mà ăn cháo mà hết rồi chuyện đó lá cây hết cái chuyện đó thì có chứng ngay mà chứng minh thực tế rõ ràng là 33 hả 33 căn bệnh đó thì cái đó thực tế thôi giờ là không nói dài dòng nữa thì trên là cộng đồng mạng đã thấy rõ những cha Tường phát biểu hoặc là nhà khoa học đã chứng minh rõ này rồi cơ sở này là cơ sở vững chắc ngày mở rộng tin quốc tế nữa đó, thì một lần nữa thì thôi bây giờ chúc là coi như năm bệnh nhân này ra về ráng cố gắng thì để giữ là cái phát đồ của là các thầy đó, đã là truyền đạt cho mình nữa ráng cố gắng này về coi như ăn cháo nano rồi khỏi cần uống thuốc nữa thì cháo được rồi. Rồi sau này bắt đầu là ấy bồi bổ gì ăn cơm thì ăn con trai gì đó. Còn bây giờ là tôi cũng nhắn gửi cho một số bệnh nhân còn lại thì tiếp tục cũng noi gương. Cái này noi gương thì sắp được chứ gì. Nói chừng đừng nửa chừng là ngại gãi ngang như ông Hoàng Giang nè. Đừng là kẹt nó thèm gì bữa nay nắng là thèm gì. Thèm động vật. Thèm động vật. Thôi giờ nghỉ động vật rồi. Ông giết động vật rất nhiều rồi, rồi bớt bớt cái này, tức là cắt cổ dịch phải không, gà đó, làm gà đó. Thôi giờ bớt bớt lại, ha. Rồi giờ khắc phục lại, ráng cố gắng. Nhất là vì ông này cũng ở nha, ở phòng trọ tôi cũng nhiều lần. Mà nhất là thằng con có nhiệt tình đó, đúng rồi, nó là bệnh nhiệt tình. Ha. Thì thôi một lần nữa tôi không biết nói gì hơn. Thì chúc đó là coi như là năm bệnh nhân này về là phục hồi, là sớm về là đoàn tụ gia đình phục hồi gặp theo pháp đồ này. Còn những bệnh nhân còn lại ráng cố gắng. Của ngày hôm nay thì cũng là làm lễ là dẫn chế bữa đó là thầy Năm rồi không? Dạ. Thầy Năm làm lễ ký là cùng với tôi là ký cho bệnh nhân về thôi khỏe thôi. Dạ. Một lần nữa là trước nhất là chúc sức khỏe cho là Linh Mục Tường. Dạ. Cố gắng rồi đẹp trai nha. Trai mãi mà rồi. Thôi chúc là cô bác khỏe. Bây giờ mình đi.
Dưới danh cha và con và thánh thần, sáng danh Đức Chúa Cha. Như đã có trước vô cùng và bây giờ là chúng con kể gì danh Chúa nhân từ. Nhân danh cha và con và thánh thần, anh xin cảm ơn chú Năm, anh Tám và tất cả quý thầy, quý bệnh nhân nha. Xin chúc mọi người về nhà bình yên nha. Rồi cha kết thúc ở đây nha, cha lo làm việc khác, giao lại hết cho chú Năm, anh Tám và quý thầy nha. Rồi thôi cha chào nha. Đây là cái chương trình chữa bệnh miễn phí cho tất cả mọi người trên 196 quốc gia, chứ không chữa riêng cho người Công giáo hay là người Phật giáo. Nhưng tất cả những người thuộc các tôn giáo khác thì chủ tịch chữ thập đỏ xã dắt về. Thế và sau đây thì chúng tôi sẽ bàn tất cả những phần chuyên bản của cái hội thảo hôm nay. Thì tất cả các nhà khoa học đã rất là nhiệt tâm, các nhà khoa học đã ký ủng hộ hết tất cả các yêu cầu của các chú rồi. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái thắng lợi lớn nhất. Thế còn tôi cũng xin đọc qua là cái biên bản thế này. Biên bản ghi nhớ hôm nay ngày 02/12/2018 tại phòng tại phòng 202 hội thảo trường trung tâm hội thảo quốc tế hội trường cán bộ hội nông dân ngõ 4 Phương Dương Quê, phường Mai Dịch, Hà Nội, quận Cầu Giấy vào lúc 8:30 diễn ra buổi hội thảo gồm 30 nhà khoa học và các thành viên khác đã đến nghiên cứu và chia sẻ trao đổi về điều trị ung thư giai đoạn cuối của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Đường và các cộng sự tỉnh Trà Vinh. Chủ trì hội thảo đồng chí Trần Xuân Tư, nguyên chủ tịch hay là chủ tịch Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam nhiệm kỳ 1/2013-2018, người báo cáo nhà nghiên cứu thực nghiệm đạt hiệu quả về ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Văn Cường, thư ký bác sĩ Đông Y, chủ tịch hội diện Trần Mỹ tại Việt Nam là bác sĩ Đồng. Các nội dung đã được trao đổi như sau: một, nguồn gốc phát bệnh ung thư; a, lý do ngoại tạng; b, lý do nội tạng; hai là công nghệ nano theo khoa học là gì, tại sao chúng ta phải dùng lượng từ nano; ba, chúng ta phải đối phó với tế bào siêu độc ung thư bằng cách nào; cháu nano được sử dụng nano từ các cái giải pháp khác. Sau khi nghe báo cáo của nhà nghiên cứu và thực nghiệm thành công đạt hiệu quả về ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Văn Cường, các nhà khoa học đầu ngành đã chia sẻ bàn đạo trao đổi rút ra những vấn đề cơ bản sau đây: một, cách tiếp cận vấn đề ung thư và điều trị ung thư;